Luật bắt thành văn của các tỷ phú tự thân, chỉ sống nhờ đồng lương thì khó giàu, muốn phát tài phải có nghề tay trái. Triệu phú Jay Hy khẳng định, không có khái niệm an toàn trong sự nghiệp, ngay cả khi công việc đó được trả lương cao. Theo một cuộc khảo sát mới của trên 30.000 người trưởng thành, hơn một nửa người Mỹ đang sống bằng tiền lương. Các chuyên gia nói rằng, việc phát triển các nguồn thu nhập bổ sung có thể giúp chúng ta an toàn hơn về mặt tài chính thay vì chỉ dựa vào một đồng lương duy nhất. Đa dạng hóa nguồn thu nhập là chiến lược mà những người giàu nhất đã sử dụng, gần 2 phần 3 triệu phú tự thân, trong đó 65% có ít nhất 3 nguồn thu nhập. Theo tác giả Tom Colley, người đã nghiên cứu thói quen của 233 triệu phú thì khoảng 3 trong số 10 người có từ 5 dòng thu nhập trở lên. Điều quan trọng là phải đa dạng hóa rủi ro trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn, triệu phú tự thân gian Sabertier, tác giả của cuốn tự do tài chính cho biết, dưới đây là cách sử dụng các dòng thu nhập bổ sung để đạt được mục tiêu tài chính của bạn. Kevin Mayherney, một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận và là người sáng lập Illumin ở Washington. Dickey cho biết, tôi nghĩ rằng bản thân bạn phải nghĩ mình là một CEO. Đối với nhiều người điều này nghe có vẻ xa vời nhưng thực tế nó không phức tạp như chúng ta tưởng. Có một vòng lộ trình phổ biến hiện nay, bạn chọn một công việc, thăng tiến trong công việc đó, bạn được tăng lương theo thời gian và cuối cùng là nghỉ hưu. Hàng triệu người đi theo con đường đó và chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất nhưng trong nền kinh tế ngày nay. Cách tiếp cận đó vốn đã thiếu sót, các số liệu thống kê chỉ ra rằng các gia đình sống hoàn toàn bằng một nguồn thu nhập duy nhất có nguy cơ nghèo đói cao nhất. Lương không nên là nguồn thu nhập duy nhất, bạn cần bổ sung các nguồn thu nhập khác để củng cố tài chính cơ bản. Warren Buffet đã nói, đừng bao giờ phụ thuộc vào một khoản thu nhập, tạo ra nhiều dòng thu nhập không còn là điều xa xỉ, nó đã trở thành một điều cần thiết. Những người giàu nhất là những người có nhiều luồng thu nhập, Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk Ali Coldango và Mark Zuckerberg là những tỷ phú có các nguồn thu nhập đa dạng một số gợi ý để tăng nguồn thu nhập kiếm tiền trực tuyến nhiều người đang chuyển sang youtube blog mạng xã hội và các trang web để tạo thu nhập bắt đầu một kênh youtube tạo blog hoặc trang web có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ như một kênh tiếp thị trên mạng xã hội bạn có thể trở thành một nhà tiếp thị liên kết trực tuyến viết blog không còn mới lạ vì nhiều blogger đang kiếm thu nhập thụ động từ nội dung của họ bạn có thể mở một blog về một chủ đề mà bạn am hiểu hoặc đam mê. Sử dụng năng khiếu, niềm đam mê và tài năng. Mai Man Dâu nói, sự giàu có không đến từ công việc, nó đến từ năng khiếu cá nhân của bạn. Có nhiều cách để được trả công cho những gì bạn thích làm. Kiếm tiền từ sở thích không chỉ bền vững mà còn mang lại cho bạn sự hài lòng và niềm vui khi lao động. Làm việc tự do. Nếu bạn là người sáng tạo hoặc có kỹ năng hoặc tài năng đặc biệt, bạn có thể sẽ hợp với những công việc tự do mặc dù đây không phải là nguồn thu nhập thụ động nhưng bạn có thể kiếm được một khoản kha khá không những vậy làm việc tự do còn tạo ra các cơ hội mới trong hành trình sự nghiệp của bạn bằng cách tạo ra mạng lưới các mối quan hệ xã hội trở thành người trung gian bờ giang sừng từng nói nếu ai đó cho bạn một cơ hội tuyệt vời nhưng bạn không chắc mình có thể làm được hãy nói có rồi học cách làm sau một cách khác để kiếm thu nhập phụ là trở thành người trung gian về cơ bản bạn có thể môi giới các giao dịch giữa các bên khác nhau bạn có thể nhận hoa hồng cho việc môi giới một giao dịch. Kết nối mọi người với những người có thể giúp họ giải quyết vấn đề của họ có thể trở thành một cách kiếm tiền đơn giản hơn. Đầu tư. Nhiều người không muốn tham gia vào thị trường chứng khoán vì họ sợ rủi ro. Nếu là người mới bắt đầu, bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu blue chip, tức là các công ty lớn có lịch sử thành công lâu đời trong dài hạn. Nó không mang lại lợi nhuận tức thì nhưng nếu để lâu dài thì đây sẽ là khoản đầu tư xứng đáng. Trong cuốn sách Thói quen giàu, thói quen nghèo, khám phá lý do tại sao người giàu tiếp tục giàu hơn và cách bạn có thể gia nhập hàng ngũ của họ. Đồng tác giả Michael Zerny và Tom Colly cho biết, đây là cuốn sách dành cho bất kỳ ai tìm kiếm sự tự do tài chính. Zerny tiết lộ ông đã giúp hàng trăm cá nhân bình thường trở thành triệu phú tự thân bằng cách tạo ra nhiều luồng thu nhập. Tổng hợp